Phương Trinh Jolie lên tiếng bảo vệ con gái khi ái nữ bị body shaming. Phương Trinh Jolie vô cùng bức xúc khi con gái vô tình phải nhận về ý kiến tiêu cực. Vào cuối tháng 4 năm ngoái, tại đám cưới với Lý Bình, Phương Trinh Jolie đã bất ngờ công khai con gái ruột. Ngay lập tức, sự xuất hiện của bé Mia trong hôn lễ từng gây xôn xao cõi mạng. Trải qua hơn một năm sau khi kết hôn, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đang hào hứng chào đón thêm thành viên mới. Bên cạnh đó, cả hai vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt cho bé Mia. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân, một khán giả đã dùng lời lẽ tiêu cực để body shaming ái nữ nhà Phương Trinh Jolie, con gái mồm rộng xấu gái hay đưa lên hình. Ngay sau đó, nữ ca sĩ không ngần ngại đáp trả, dạ có thể con gái em xấu. Nhưng trong lòng ba mẹ thì cho dù con mình có tật nguyền, con mình vẫn là thiên thần đẹp nhất chị ạ. Trẻ con chẳng ai xấu cả, chỉ có người lớn có suy nghĩ xấu xa nên nhìn chúng mới thành ra xấu xí giống mình. Em chúc chị tâm hồn sẽ thật đẹp để cuộc đời chị hạnh phúc hơn, chứ sống mà nhìn ai cũng xấu vậy bất hạnh lắm á chị. Trước đó, Phương Trinh Jolie vô cùng hào hứng khoe bánh gato cùng làm với con gái. Cô vui vẻ nói thêm, quốc tế lao động nhưng hai mẹ con vẫn lao động, tự tay làm bánh kem luôn nha. Khi nhận về lời khen ngợi từ cư dân mạng, nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ cách nuôi dạy con gái khéo léo hơn, đi học á bé. Học để biết thêm nhiều kỹ năng.